Thùy An mến chào quý khán giả. Quý khán giả thân mến, cảnh sắc thiên nhiên Việt Nam nổi bật với sự đa dạng và phong phú của hệ thống hang động núi đá dôi. Và trên khắp đất nước Việt Nam, từ Bắc chí Nam thì những núi đá dôi được hình thành hàng triệu năm qua quá trình kiến tạo của địa chất. Trong hành trình Nam Bộ Du Ký ngày hôm nay, Thùy An mời quý khán giả cùng với Thùy An khám phá hang động núi Mô So, một tuyệt tác được kết hợp giữa tự nhiên và văn hóa lịch sử tại tỉnh Kiên Giang. Mô So là ngọn núi đá dôi thuộc ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, nằm cách thành phố Hà Tiên khoảng 30 cây số. Núi Mô So được hình thành từ quá trình kiến tạo địa chất, tạo nên cấu trúc đá dôi độc đáo. Mô So có hình dáng như một vành khăn bao quanh một thung lũng nhỏ ở giữa, tạo nên cảnh quan thiên nhiên kỳ dĩ và thơ mộng. Cùng với núi Sơn Trà và núi Mây hợp thành cụm núi đá dôi thuộc khu vực Kiên Lương và Hà Tiên. Chính vì sự hiện diện của ba ngọn núi này, người dân địa phương đã gọi khu vực này là vùng Ba Núi và tên ấp Ba Núi cũng bắt nguồn từ đây. Đặc biệt, hang Mô So cũng là chuỗi hang động đá dôi duy nhất tại miền Nam. Năm 1995, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng Mô So là di tích lịch sử và thắng cảnh cấp quốc gia, khẳng định giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng của khu vực này. Quý khán giả thân mến, ở hang Mô So thì có khoảng 20 hang động lớn nhỏ thông với nhau. Có những hang động thì chỉ có thể đủ một người lách qua thôi, còn có những hang động thì có sức chứa là cỡ khoảng cả ngàn người đó quý khán giả. Một điều đặc biệt là bên trong còn có hệ thống suối ngầm nè, rồi có những cái thạch nhũ rất là đẹp luôn. Đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là ông Phan Văn Hữu, là một cái người dân địa phương có nhiều kinh nghiệm cũng như là nhiều cái thông tin về cái hang Mô So này. Dạ con chào chú Hữu. Ngày hôm nay thì con nhờ chú hướng dẫn cho con cũng như là giới thiệu cho con về cái điểm đến tại hang động Mô So của mình nha. Dạ. Dạ. Mời con vô ha. Dạ. Dạ. Chú Hữu ơi, khi mà vào hang động thì con cảm nhận được là những cái luồng gió rất là mát mẻ luôn đó chú. Dạ, con có một cái thắc mắc là tại sao hang động đá dôi này lại có cái tên là Mô So hả chú? Mô So là người Khmer, tức là người dân tộc. Nếu mình giải thích về cái tiếng Việt là nó Mô là đá, So là trắng, gọi là núi đá trắng. Vậy là núi đá dôi của mình đó hả chú? Dạ, cái tên cũng rất là độc đáo đó chú ha. Các núi đá dôi là môi trường sống của nhiều hệ sinh vật độc đáo, trong đó có nhiều loài vẫn chưa được biết đến, nhất là những loài sống trong các hang động. Như tại Mô So, nơi đây tập trung nhiều dơi với đa dạng loài, và theo người dân địa phương chia sẻ, dơi nơi đây có đến khoảng vài chục loại khác nhau. Ánh đèn đó gọi là ánh đèn trời đấy. Dạ. Khi đi gặp cái thời tiết này, nó đẹp đẽ rồi ánh nắng nó chợt nó gội xuống. Tiếc là ngày hôm nay trời mưa nên là không có cái ánh nắng mặt trời gội xuống để cho mình chiêm ngưỡng hả chú? Thường gội như vậy đó là khoảng 10 giờ. Dạ. 10 giờ trở lên. 10 giờ trở lên. Cái mặt trời nó mới tới đó. Dạ. Còn những cái bàn thờ này cô bác cũng như Vĩnh Long, Bến Tre là đến đây người ta ủng hộ với Trúc Đỉnh để xây dựng cái bàn thờ các vong linh chiến sĩ ở đây. Hai thời kỳ chiến tranh, thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, cách mạng mình hy sinh nhiều lắm, Bắc Nam. Hồi đó mấy ông lót đâu phải gì, những cái miệng hang là mấy ông đắp đá lại hết. Chỉ là chừa một lỗ bò ra bò vô thôi. Còn những ở trong này mấy ông lót chặt tre,
hoặc giặt chàm để cho thương binh để nằm để trị thương đó cô. Dạ. Ngay mấy chỗ này dài vô trỏng luôn. Nằm có thể cả ngàn người trong này, có thể có trên. Tư liệu khảo cổ học Việt Nam cho thấy, khu vực núi Đá Dôi Mo So và nhiều ngọn núi khác ở huyện Kiên Lương được hình thành từ khoảng 240 triệu năm trước. Những dấu vết để lại hiện nay như ngấn nước biển còn lại ở phần chân núi, các lõm sâu vào vách đá, vân vân là minh chứng cho mực nước biển từ 4.000 năm đến 5.000 năm trước công nguyên. Các khe hở và thung lũng bên trong hang động chủ yếu được tạo ra nhờ sự xói mòn từ nước mưa và dòng nước ngầm. Toàn bộ hang động thông lên đỉnh núi theo những đường gấp khúc, giúp ánh sáng và không khí len lỏi vào hang, tạo nên không gian mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, mang đến cảm giác dễ chịu cho du khách khi tham quan. Cục đá này tôi đánh nghe tiếng chuông nè, quý vị nghe kỹ nha. Tới chuyên cô. Mình cứ dùng tay gõ vào thôi. Một ngón thôi. Mấy cái cục bên đây thì không có nghe. Mình đây đọc không. Thông thường thạch anh, ba gian và đá dôi là những loại đá phổ biến có thể phát ra âm thanh là do cấu trúc đặc biệt của những loại đá như cấu trúc và thành phần khoáng chất, hình dáng và kích thước hay độ đặc và khối lượng, vân vân tạo nên những âm thanh thú vị khi gõ vào. Ngoài ra tại hang động Mo So còn có các khối thạch vũ chứa tinh thể lấp lánh. Thời chống Pháp, Mo So là nơi đóng quân của công binh xưởng quân khu 9, công binh xưởng 18 chế tạo, sửa chữa vũ khí, cung cấp cho quân ta ở chiến trường Tây Nam Bộ. Thời kỳ chống Mỹ, Mo So tiếp tục là căn cứ vững chắc của huyện ủy Hà Tiên. Đây cũng là điểm chốt quan trọng trên tuyến đường 1C chi viện vũ khí từ Bắc vào Nam, đi qua tỉnh Campuchia, Vương quốc Campuchia về vùng U Minh Thượng. Tôi cũng giải thích cho cô lúc trước cách đây hai mấy năm tôi có vô dẹp những cái hang quân y này nè, thì từ chỗ đó thì tôi mới vô đó tôi coi đó thuốc đó, ngay chỗ phía bên đó dưới những cái chai thuốc mà còn lại đó bên đó là rất nhiều. Vì vậy mà nơi đây thì cái hang này tên là hang quân y. Dạ. Quý khán giả thân mến, tại hang Mo So thì không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà nơi đây còn là căn cứ và là nơi chế tạo sửa chữa vũ khí của lực lượng chiến đấu của nước ta trong hai thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp. Vì vậy mà khi đi vào đây á, thì chúng ta sẽ có những cái hang được đặt tên gọi theo đúng chức năng của thời hồi xưa như là hang quân y nè, hang huyện quỷ nè, hang pháo binh nè, vân vân. Bây giờ tao đi một lần rồi nhưng mà tao muốn trở lại một lần nữa, thấy cái cảnh núi non rồi mình thấy trong chỗ cái sự cúng kiến rất là tuyệt vời. Núi Mo So, một di tích lịch sử và thắng cảnh cấp quốc gia, là minh chứng sống động cho những chiến công vĩ đại của thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, Mo So còn nổi bật với hệ thống hang động kỳ thú hiếm có ở miền Tây Nam Bộ. Điều này không chỉ tạo nên sức hút lớn đối với du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm, mà còn thu hút các nhà nghiên cứu khoa học đến tìm hiểu. Với tất cả những giá trị đặc biệt đó, Mo So trở thành niềm tự hào của người dân Kiên Giang và là một điểm sáng trong bức tranh du lịch của vùng.
Quý khán giả thân mến, khám phá hang động Mo So không chỉ mang đến cho du khách sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp của thiên nhiên kỳ dĩ, mà còn đưa du khách về với lịch sử hào hùng của dân tộc. Mỗi bước chân trong lòng hang đưa du khách về với quá khứ qua những câu chuyện kể để thêm yêu, thêm tự hào về miền di sản của đất nước. Hy vọng rằng hành trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý khán giả những trải nghiệm thật ý nghĩa. Còn bây giờ thì Thùy An xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.